Wow, em lại nhá. Có một bộ lông sực sỡ này. Rất là đẹp luôn. Và em mới gần biết đi rồi ấy. Chắc là mai kia là mở mắt thôi nhỉ. Đi đi. Ê, đã chưa nhìn được đâu. Đâu biết gì thì đâu. Ok. Em đi nhá. Còn chưa mở mắt. Đã 3 tháng tuổi rồi. Năm mấy ngày nữa thì em sẽ mở mắt. Em rất là xinh có đúng không? Thêm một em nữa. Đó chính là em da sứa. Em da sứa là có một em vần vần đây. Rất là xinh có đúng không? Em cũng biết đi như em vàng rồi đấy. Nhưng mà còn chưa biết đi. Chỉ biết mùi thôi. Đây là hình mặt em đấy. Rất là xinh có đúng không? Ngoan lắm. Đây, cái mặt của em đấy nó cũng là màu đen này. Còn cái người thì nó lại là màu trắng nhá. Sau đây thì đến em đen. Em đen rất là xinh đúng không? Rất là xinh. Hơi vàng vàng trắng trắng một tí. Cứ làm bẹp ra đấy của Hải ơi. Hai bố tí mẹ lắm. Đúng rất là ngoan, không biết trái chân rồi đấy. Và biết ăn nữa. Đây là bạn Hunter, 12 ngày tuổi, chưa mở mắt. Đấy, bạn có màu da bò rất là đẹp. Đã biết ăn những cái vật nhỏ nhỏ rồi. Trông rất là dễ thương. Bố mẹ màu trắng, không hiểu sao lại ra bạn màu cà phê sữa. Còn đây là bạn Hunter thứ hai. Đấy, cùng một mẹ. Chúng ta thấy là bố mẹ đều màu đen. Nhưng mà bạn thì có một cái màu da rất là khác biệt. Đây là bạn thứ ba. Đấy, bạn này thì có màu da là màu bò sữa. Đấy, cũng không hẳn bò sữa mà có cái vần đen ở trên sống lưng. Đấy, bạn này có vẻ rất là nghịch tính, không hài lòng lắm thì bị bắt ra ngoài như thế này. Đấy, còn đây là bố bạn đang nằm cửa. Còn mẹ bạn đây, chúng ta thấy là rất là dễ thương. Chúng ta cho bạn về chỗ cũ nha. Đây là mẹ bạn đang cho các bạn bú. Bố bạn ra hỏi thăm. Bố bạn thì có màu lông là hơi vằn vàng. Đấy. Chúng ta sẽ chờ để xem trong ba bạn mở mắt thì bạn nào có mắt giống bố và mắt giống đợt mẹ nhé. Mắt của bố là mắt màu đen. Còn mắt của mẹ là mắt màu đỏ. Nếu các bạn nhìn kỹ nó sẽ là mắt màu đỏ. Đây, 2-3 ngày nữa là các bạn sẽ mở mắt. Bạn Hunter đã bị uống nước rồi. Đã mở mắt rất là to và đã bị uống nước.
Nhìn thấy rất là xinh xắn. Và rất là to. Nhưng mà mẹ không nhìn thấy gì cả. Biết đi ăn, tìm đồ ăn à. Đây là mẹ bạn đấy. Trước ngày chị cắn và hai cái má đã rụng hết là nông rồi. Nè, ông ơi ông. Ông này, ăn không. Đừng giữ nó thế con, cho nó cho. Ăn không? Hôm trước bà đen cú là mình với bạn tự nhiên thay cái má vào nổ phình nên cứ tưởng là gì ấy mẹ. Ăn nhiều gì em? Có gì nữa mời ra được. Không cắn em chụp cái tao. Ôi em ơi, cái đấy là vỏ không ăn được đâu. Ôi cho con chụp em, con ăn ít thôi nhỉ.